Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến với kênh xe cũ của Khiêm Toyota Tân Cảng. Quý vị, khi mới thu về một mẫu xe Toyota VSE số sàn đời 2020, chạy chỉ có 25.000 km thôi quý vị. Và hiện tại thì mẫu xe này thì đứng tên cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, màu trắng quý vị. Như quý vị quan sát ha, xe này thì quý vị có thể xem nó như là một mẫu xe lướt đó quý vị, chạy số km rất là ít ha. Đó, đây xe này thì sử dụng gia đình thôi quý vị, không có kinh doanh gì hết ha. Đó, đây đó, toàn bộ vỏ trên xe là vỏ theo xe hết quý vị. Đây xe này được sản xuất đầu năm 2020, đó toàn bộ vỏ là vỏ riêng theo xe, kể cả cái vỏ sơ cua quý vị. Đây nội thất với tông màu chủ đạo là màu đen quý vị, đó quý vị thấy không nè. Xe mới thu về nhưng mà quý vị đã thấy là nội thất bên trong còn rất là mới ha, và rất là sạch sẽ. Đây bảng tắp đi cửa này quý vị thấy không, rất mới ha. Đây đây quý vị, tắp đi cửa phía trước này. Đây còn đây là cái hàng ghế trước này quý vị, ghế tài này. Đó, tất cả các chi tiết còn rất là mới. Đây số km đây quý vị, 24.957 km ha. Có trang bị hệ thống ga tự động cruise control quý vị. Đây đây là tích hợp thêm ha, và hệ thống nút bấm này quý vị nè, thấy không, còn rất là mới nè. Đầu DVD Pioneer nè, đây đó, quý vị thấy không, hệ thống nút bấm phải nói là còn rất mới. Đó, và hiện tại thì quý vị có thể nghe tiếng xe, tiếng máy xe nổ này ha. Đó, tiếng máy xe nổ rất là giòn và đều và rất là êm ái nha quý vị. Đó. Đó. Mẫu xe này thì đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá đó là 468 triệu đồng. Thì quý vị có nhu cầu về mẫu xe này thì vui lòng gọi hotline hoặc đến trực tiếp Toyota Tân Cảng gặp Khiêm nha quý vị. Đó, để Khiêm có thể tư vấn và hỗ trợ quý vị tốt nhất về mẫu xe này. 468 triệu đồng nha quý vị.